Hello, xin chào tất cả anh em. Bữa nay mình sẽ quay một cái động cơ máy thủy Yanmar công suất 450 mã lực cho anh em xem nha. Ở trong này nó hơi tối cho nên là mình cầm theo một cái đèn pin. Đây là động cơ Yanmar 450 mã lực. Nói về máy thủy thì mình thích cái dòng máy Yanmar nhất nha anh em. Bởi vì cái dòng máy Yanmar này nói về cái độ bền, cộng thêm cái độ trâu bò của nó thì mình thích, mình đánh giá cao cái dòng Yanmar hơn những cái dòng khác. Đánh giá kêu về cái thằng Yanmar hơn so với những cái dòng khác như là Komatsu hay là Kumin, thì mình vẫn thích cái thằng Yanmar hơn rất là nhiều. Đây, mình đang đứng ngay bên cạnh cái turbo, nghĩa là cái turbo của máy, turbo rất là lớn ha. Cái turbo này ở trên camera thì nhìn nó vậy thôi, chứ cái turbo này nó to hơn cái gầu rất là nhiều. Nó nhỏ hơn cái thùng 20 lít nhưng mà nó to hơn cái gầu rất là nhiều, to gấp 2 cái gầu. Rất là lớn. Một gam tay của mình không hết cái turbo của nó. Yanmar 6KI 450 mã lực này gắn cho ghe gần 18m. Bây giờ mình sẽ quay tổng quan cái máy trước, rồi mình sẽ mới quay hộp số sau. Mình sẽ quay tổng quan chi tiết của cái máy này. Ở trong khoang và cái bóng điện U này nó ánh sáng nó không có được đầy đủ cho lắm, ánh sáng nó hơi kém, cho nên mình có cái đèn pin mình soi thêm nữa cho anh em quan sát ha. Đây ống bô của nó, ống bô này hình như chạy ống 150-160 vậy đó. Đây 6 con heo dầu, 6 con heo dầu của máy Yanmar 6KI. Mình sẽ quay ký hiệu máy cho anh em xem. Đây 6KH anh em ơi, 6KH chứ không phải 6KI nha, mình nhầm tí xíu. Động cơ này là 6KH nha anh em. Đây mình sẽ quay cái thông số của động cơ cho anh em xem nha anh em ơi. Phần ký hiệu của động cơ là 6KH. Đây 6KH chứ không phải 6KI anh em ơi. Động cơ này 6KH nha. Mình nhầm tí xíu bởi vì ở nhà mình cũng sử dụng khá là nhiều ghe, rất là nhiều máy ở nhà, khoảng 5-6 cái máy trên cho 3 chiếc ghe, cho nên mình hơi nhầm lẫn tí xíu. Động cơ 6KH 450 mã lực nha anh em. Đây là hai cái bầu lọc dầu. Đây đường ống dầu nó vô trong ngay chỗ cái bơm dầu này. Đó. Bơm dầu nó qua hai cái bình lọc dầu. Từ hai cái bình lọc dầu bắt đầu nó qua 6 con heo dầu. Bắt đầu 6 con heo dầu nó sẽ vận chuyển vào trong 6 cái đường ống nhỏ này. 6 đường ống nhỏ này nó đi vào trong máy. Turbo của máy lấy gió cho máy đây. Lấy gió của máy nó đi qua cái đường ống này, ống vòi này. Bao trùm lại lấy gió cho máy. Cái bộ mà lấy gió vào cho máy nhìn rất là vòm vòm và chắc chắn anh em ơi.
Cái máy này 450 mã lực, có nghĩa là nó cao hơn cái máy Mitsubishi 6D22 tới hơn 200 mã lực. Nhưng mà nhìn cấu tạo của cái máy ở dàn dưới thì nó to hơn thằng D22 nhiều, nhưng mà ở dàn trên thì hình như là nó cũng tương đương với thằng D22 thôi, chứ không có to hơn gì lắm. Nhưng mà ở cái dàn dưới của cái cốt máy thì nó to hơn D22 khá là nhiều. Mình sẽ đi tới trước của cái phía bình nước ngọt. Cái bình nước ngọt của máy thủy là nó hầu hết là nó nằm đằng trước anh em ơi. Mình không biết là có cái máy nào bình nước ngọt nó nằm ở đằng sau không, cho cái dòng máy thủy này mình thấy chục cái là nó nằm ở đằng trước hết chục cái rồi. Chỉ riêng cái dòng máy xe thì chúng ta hay đổ cái bình nước ngọt nó nằm ở đằng sau, chứ cái bình máy thủy là bữa giờ mình thấy là toàn cái bình nước ngọt nó nằm ở đằng trước. Và cái nắp nước ngọt nó rất là nhỏ ha, bình rất là dày chắc chắn. Mình rất thích cái động cơ máy thủy so với cái dòng máy xe, bởi vì cái máy thủy thì nếu mà đem xuống biển thì nó trâu bò hơn nhiều. Tuy nhiên cái dòng máy xe là nó thuộc cái dòng máy tua nhanh và đồ nó mỏng manh hơn so với cái đồ máy thủy rất nhiều nha các bạn. Nó mỏng manh hơn từ tất cả các linh kiện phụ tùng, tất cả các cái đồ cấu tạo của máy nó đều mỏng hơn hầu như là một nửa hoặc mỏng hơn cả phần nửa nữa. Đây là cái điều mà mình nói chắc chắn, bữa nào mình sẽ so sánh các cái bít tông xi lanh của một cái dòng máy xe với một cái dòng máy thủy ở cái phân khúc cùng phân khúc với nhau. Đây vẫn là một cái chiếc máy bãi từ bên bãi ở bên Nhật, họ thải ra và họ đóng công bán về Việt Nam. Đây dòng máy Giang Mê là dòng máy của Nhật đóng công bán về Việt Nam. Tuy nhiên giá thành của những cái chiếc máy bãi này sau khi đưa vào Việt Nam, đến các cái bãi tập kết máy, chúng ta vào bãi để mua, thì đến với cái giá thành cuối cùng của người tiêu dùng của chúng ta là cái máy 400 mã lực này nó rơi vào khoảng tầm 450 mã lực, chưa quên xin lỗi các bạn, cái máy 450 mã lực này nó rơi vào tầm giá tầm từ 400 đến 450 triệu đối với một chiếc máy bãi 450 mã lực, thì nó sẽ rơi vào tầm giá từ 400 đến 450 triệu. Thì như các bạn biết thì một cái máy bãi đã qua sử dụng của người Nhật, nhưng mà sau khi đưa vào Việt Nam mà chúng ta tới tay người tiêu dùng cuối cùng là những ngư dân đánh bắt của chúng ta, thì cái tầm giá của cái máy này nó cũng rất là chát chứ không hề rẻ, không hề rẻ. Nếu cái máy này mà chúng ta mua thẳng từ bên Nhật về, mua hãng mới đập thùng, thì cái giá của nó theo mình nghĩ là nó phải tầm giá hơn 1 tỷ đó, nó phải nằm tầm giá 1 tỷ rưỡi. Chúng ta thấy là có cái cần thăm nhớt nè mọi người, cần thăm nhớt của máy nè đó, đây cần thăm nhớt của máy, ở đây là cái bên châm nhớt. Cần thăm nhớt của máy rất là ngắn, nó đi thẳng xuống bình bình nhớt luôn, khác với cái tầm cái cần châm nhớt của cái máy bên mình sử dụng cái máy The Go, máy xe, cái tầm cái cần châm nhớt của nó rất là dài.
ở đây là ghe, toàn bộ hệ thống 6 con heo dầu cùng với hệ thống ghe và dây tắc thì nó nằm phía bên trái của máy. Nếu mình đứng từ sau ghe mình nhìn tới thì nó nằm bên phía bên trái, có nghĩa là phía bên lái của máy ha. Ở quỳ biển thì chúng ta gọi là phía bên lái. Sẽ đi mô phỏng toàn bộ chi tiết của máy cho anh em xem. Mình mới câu thêm hai cái bóng điện nữa, nó lấy cái ánh sáng tốt hơn anh em ơi. Sáu ca hát. Phía bên dock, nghĩa là bên phía bên phải của máy thì hệ thống bô và tục bô đều đặt bên phía bên phải của máy. Cái này nó cấu tạo rất là giống của cái dòng máy D22, cái video trước mình quay là cái hệ thống bô và tục bô nó cũng nằm phía bên phải. Và bình nước ngọt cũng nằm ở đằng trước luôn. Này là cục tắc chớ, nghĩa là cái cục sạc của máy đó, mọi người. Sạc cho bình. Ở này có hai cái bồn này, hai cái bầu này hình như là hai cái bầu lọc nhớt. Bởi vì hệ thống dầu nó nằm bên kia rồi thì bên này là hai cái bầu này chắc chắn là hai cái bầu lọc nhớt của bơm nhớt. Nó đi lên nó sẽ đi qua hai cái bầu này để nó lọc nhớt. Bên này lọc nhớt tới hai bầu luôn ha. Này là cái cục đờ của máy. Chúng ta thấy cái bình linh của cái bồn linh của cái dòng máy thủy nó được thiết kế rất là hầm hố, rất là chắc chắn. Mình rất thích cái kiểu thiết kế của cái dòng máy trạm này, một cái kiểu thiết kế rất là ngầu của cái dòng máy thủy. Đây nghe này, có cái thông số mình sẽ quay rõ anh em xem là 6 keo nha anh em, 6 keo hết anh em ơi. Anh em thấy chữ 6 kh không? Đây 6 kh. Đây có chữ dòng chữ xôi rõ luôn. 6 kh anh em. Máy này máy 6 kh. Gạch 2 trừ 2. 6 kh nghĩa là 6 kh trừ 2 thì gọi giống như là đời 2 vậy. 6 kh anh em ạ. Máy này sử dụng cho ghe, như mình đã nói là sử dụng cho chiếc ghe gần 18m. Tuy nhiên cũng có những chiếc ghe khoảng tầm thước này thôi, tầm gần 18m thôi, nhưng mà vẫn sử dụng những cái dòng máy công suất cao hơn. Ví dụ những cái máy như 650 mã lực hay là 750 mã lực là chuyện bình thường. Cho nên là mình có quay những chiếc ghe cái kích thước có thể là nó không lớn nhưng mà nó sử dụng cái máy tới gần 1.000 mã lực là chuyện bình thường, tùy theo cái nhu cầu sử dụng của từng người nha anh em. Cho nên là một số anh em thấy mình quay một chiếc ghe cỡ tầm thước đó nhưng mà sử dụng cái máy lớn tới 700-800 mã lực hay là 1.000 mã lực, anh em bất ngờ nói mình là nói xạo, nhưng mà không phải, đó là cái nhu cầu sử dụng của tùy cái từng người thôi. Bởi vì cái chuyện công việc làm của họ đáp ứng được cái yêu cầu của họ thì họ sử dụng thôi, chứ
không cần gì bắt buộc những chiếc ghe đó là phải sử dụng cái tầm máy cỡ tầm đó. Cái quan niệm đó là trước kia khi mình ở cái tầm sử dụng mình, tầm đánh bắt của mình còn cái mức nó thông thường hơn, thì chúng ta có thể định lượng ghe đó thì chạy cái máy đó. Chứ bây giờ thì tùy theo người nữa mọi người, tùy theo người và tùy theo cái công việc sử dụng của từng chủ ghe. Giang Me, nói về dòng máy thủy thì mình thích cái dòng Giang Me này nhất. Ở này rất là nhiều cái mương của poly để bắt cho mấy mấy ben lưới, bắt cho bơm nước, bơm ray, hệ thống nước ở trên ghe, bắt cho kẻ lái trợ lực nữa. Những cái này là cái bơm lái trợ lực. Thôi chào anh em, mình xin kết thúc cái video của cái máy 6KH Giang Me 450 mã lực tại đây nha anh em. Hẹn anh em ở video tiếp theo nha.